Kế bên anh Lâm kế bên đây á, thì có một người cậu, cậu thứ hai. Cậu hai là anh thứ hai, anh ruột của dì ba á. Thì cậu hai á có cái nghề đặt cá bóng dừa. Ủa, cậu hai làm gì vậy cậu hai? Mần mồi. Mần mồi hả cậu hai? Ừ. Cái này là con ốc hả cậu hai? Ốc. Dạ. Ốc này cậu hai bắt ở đâu ạ? À, mình đây cũng có mà không biết chỗ đi chơi gì dưới bắc ở dưới thành phố à. Dạ. Cậu hai là quê cậu hai ở dưới, không phải là quê cậu hai ở đây, ở Thanh Tân. Nhưng mà cậu hai lấy vợ dưới thành phố. Rồi cậu hai hôm nay thì cậu hai lên tên này chơi với dì ba. Rồi cậu hai đi đặt cá bóng dừa ở xung quanh đây. Đó, thì cái này là mồi của cậu hai. Đó là con ốc sên hả cậu hai? Ốc. Nó mình lấy cái đầu thôi hả cậu hai? Lấy cái đầu. Dạ. Thì cậu hai đặt ngày hôm qua, cậu hai đặt cũng hơn ký. Rồi cái cậu hai bán cho anh Đạt. Anh Đạt, anh của em của Bình Tòng á. Rồi bữa nay thì cậu hai cũng đặt cũng mình nghe nói cả ký gì đó. Rồi chị Lý nói hỏi mua không, để chị Lý khỏi đi bán. Cái mình nói thôi vậy chị Lý, em lấy cho cậu hai luôn, để cậu hai với chị Lý khỏi đi ra chợ bán mất công. Ủa, nó có trứng nhiều dữ vậy cậu hai? Ừ. Ủa, cái trứng hay ghê vậy, nó vàng tươi luôn kìa, y như trứng gà. Rồi cậu hai về hồi nào mà bắt ốc sên? Bắt hổm về, bữa hổm lại rồi về dưới rồi mới lên đây hôm nay mấy bữa đó. Cậu rộng hả? Rộng, cái này lẻ 5-3 tháng cũng không chết nữa. Nhớ hả? Đâu? Ồ, tại 90 sao đi kìa. Giờ mua tới chiều 3 ngày liên, tại giờ tới ngày 4 cây luôn á. Thôi cá bữa nay con bự hơn ngày hôm qua hắn cậu. Lấy cho em đi. Em mua giùm cậu hai. Đó nhảy hết. Cậu hai là màu gì, về chừng nào cậu hai đặt hả? Chiều. Dạ. Kể lại cái chiếc ghe ngày hôm qua đó. Chiếc ghe ngày hôm qua mà mình mượn đó là mượn của cậu hai ở đây. Cậu Năm, cậu chở mình bơi ra ngoài sông lớn đó. Là cậu hai ở đây nè. Rồi cân cá bóng. Chúng dẫn ra ngoài kia thấy con tầm. Bọn chúng đặt hay dưới cơ ta. Ông đặt bằng con ốc sên á, anh Liệu. Ốc bông sên mà. Ốc mà, ốc sên. Ốc mà. Ốc này dễ bắt mà. Tên con có nhóc có riêng bắt con dễ vậy. Tên con cả đống luôn. Bắt dễ vậy. Bắt dễ chứ cho. Thằng có 2 triệu cho. Thằng có 2 triệu. Có xuống đây gửi xuống cho rồi. Để mà nó bắt đi rồi gửi cá lại. Vui vẻ. Chứ vậy mình mắc túm hôm nay ha. Mình một lông dấu. Đại vô. Gì? Một dòng lốt. Hai. Đổ dòng. Bắt không. Mời. Nào cũng lộ à. Anh lấy cái bắt giùm nha. Dạ. Rồi có cá cũng gửi lên kìa. Tôi vui vẻ hơn hôm nay bạn. Cậu hai cái này thì cậu hai làm sao nữa cậu hai? Sỏ gì chị? Lấy dây chì sỏ vô. Hỏi là mình có nướng không cậu hai? Không. Dạ. Này nó cũng như bà chằn hắn cậu hai. Dạ. À, cậu hai á thì cậu hai cậu đặt bằng cái lập nằm. À lập này. Cậu hai ơi, à, coi thử kìa, nhiều. Kêu mốt, còn kêu hai yếu. Kêu hai yếu. Kêu mốt 50 đi. Cậu hai ơi, bữa nào cậu hai đi đặt băng xuồng, cậu hai cho con theo cậu hai với nha. 80 không? 80 đi, nhanh ra cho. Bữa nào đặt ghe? Dạ. 80 thì kêu 10.000 đi chút chút. Bữa nào cậu hai đi dở á? Cậu hai cho con heo, như cậu hai đặt đi cái cậu hai dở cái cho con nhảy lên cái bánh lái con ngồi. Con coi cậu hai đặt bằng cái lập nằm mà bằng sườn ra làm sao. Nó tanh không con ốc này, nó tanh không cậu hai? Hơi tanh. Phải 90 ngàn không? Đưa cho Lý. Nè chị kêu đưa chú, chú kêu đưa chị. Tại em giờ. Thôi chắc là nhiều không có gì đâu. Hả? Ở chị ta cá bóng dừa ăn tốt lắm. Cá bóng dừa ăn đâu có gì đâu, cá tự nhiên á ha. Cá bóng dừa ăn y như cá bóng dừa. Ồ.
bữa nào hết cậu hai có cái chạy qua cái mua đem em về cái con nào bự cái để lại nấu nha, làm đồ ăn cho vị con nào nhỏ nhỏ cái con chiên giòn, còn không mấy thì đem qua đây á chiên giòn ăn. Con bự á thì mình bầm cho được ăn. Ừ, con này nhỏ mình ăn. Thì mình ăn. Ăn cháo bổ xương. Ừ. Ơi. Thì tắm mưa đó hả? Qua rửa xong rồi hả Hoa? Giỏi rồi ha. Con cuối cùng dừng tới dừng lui giả ra coi. Dư. Dư hả? Là có hai chén gạo á. Vậy bỏ cho mấy gà con làm. Ngày mai em biết gì mai nấu ba chén là không có dư. Nhường tới nhường. Nấu có hai chén nên dư. Gạo ngay chỗ này cho mấy gà ăn luôn em. Để mai xuống siêu. Bỏ. Con phí gì mình cho nó ăn chứ. Lá lành đùm lá rách. Khánh xin chào ông bà cô chú anh chị em và các bạn thân yêu. Thì giống như hồi nãy á, là con cũng có nói sơ sơ ở trên clip á, là con sẽ đi xuống con nhi viện để thăm mấy em trẻ mồ côi. Thì bây giờ con chuẩn bị đi. Thì bữa nay con đi là có con anh Quỳ Bình Tùng cậu Năm. Thường ta nói là lá gành lành đùm lá gắt. Còn này là lá gắt đùm lá nát. Nay em đi gửi em bé quà cáp. Rồi cái bây giờ thì dì hai dì có ít bánh dừa, dì cũng muốn đem xuống dưới để cho mấy em nhỏ nó ăn. Tại vì nghe anh Quệ với Bình Tồn nói là ở tổng tội nghiệp lắm, không có gì ăn hết á. Hả, ai mà tới thăm thì nó mới có đồ ăn, còn không ai tới thăm đó. Thì nó không có đồ ăn. Nghe câu này mồ côi tội lắm mày ơi. Đối với các nước mà mình biết nhà má đâu. Rồi hồi nãy cậu Năm con rủ cậu Năm con theo. Cậu Năm hỏi bận bộ đồ đi mần hồi nãy cậu Năm mặc á, đi xuống dưới có sao không? Không, cậu Năm con hỏi là mặc bộ đồ một cái áo sơ mi có sao không? Mà cậu Tâm khi đó cậu Năm đang mặc bộ đồ đi mần. Con mới nói với cậu Năm là được không sao, cậu Năm cứ bận bộ đồ đi mần đi xuống dưới cũng không sao hết. Thì có gì bất quá thì con gửi cậu Năm ở đó lại luôn. Gửi một em bé giờ một con cha một con mẹ luôn rồi. Thế cậu Năm. Đó, một con trai một con mẹ luôn. Đó, còn bây giờ dì hai sẽ lấy bánh dừa. Giờ dì hai chỉ lấy bánh dừa chỉ để vào túi mũ để đem xuống dưới cho. Này dì hai, này dì hai trích phần của dì hai ra chứ dì hai đâu biết bữa nay con đi đâu phải không? Tại vì con đâu có nói với dì hai đâu, dì hai biết. Vậy là cái này dì hai gói để bỏ mối cho người ta, nhưng mà dì hai biết là. Dì hai mới vừa biết là con mới vừa chuẩn bị đi thôi, cho nên là dì hai lấy đại của người ta, dì hai bỏ vô luôn. Này là phần các thành của mối mấy mối á. Thì bỏ cho là một món quà của dì hai gửi cho mấy em nhỏ mồ côi. Thì đây là tấm lòng của dì hai. Những cái chiếc bánh dừa rất là đơn sơ, mộc mạc nhưng mà thấm đầy tình người ở trong đây. Thằng này con cảm ơn dì hai nha. Nói gì đâu. Con đó không phải là tình người mà bánh dừa. Tình người dân, tình người xứ dừa. Ăn rồi uống cà phê gì á? Ủa sách theo gì á? Uống không? Uống uống miếng cho tỉnh nè em vào. Cho em miếng. Dì hai gói bữa nay dì hai gói nhiêu mà dì hai đem? Gói cũng mấy trăm. Vài bữa nữa cũng đâu còn cái bánh nữa. Sao vậy? Chắc một chuyến nữa là rồi nghỉ hả? Thành phố ngưng rồi. Dạ. Thành phố giờ sắp chết đói rồi nè. Dạ. Đang gầu chết luôn ạ. Vậy là dịch tới rồi. Dịch nó dí nữa rồi cho nên là mấy đứa cháu mà bán bánh dừa về quê rồi ăn gian rồi. Dạ hả? Về đó lại hả chị hai? Về ăn gian rồi tại vì nó mần điện máy xanh rồi vợ ở nhà bán. Dạ. Mà giờ điện máy xanh đóng cửa rồi. Dạ.
Giờ nó về quê rồi, giờ gì cũng sắp chết đói. Trời ơi, nãy giờ nghe gầu cũng chết rồi. Có cái nghề mua bán mà vậy thôi. Thôi, kệ nó gì tán ở không, mình khỏe nữa. Không khỏe mà không có tiền. Còn hồi nãy giờ thì Bình Tân ở đây, Bình Tân mình lại lấy cái tao đi. Bình Tân bàn với anh Quẹo, với con cậu năm dì hai đây này. Bình Tân nói là nếu như mà dịch nó tới đây thì mai mốt Bình Tân sẽ cuốn đồ xuống ghe. Đem theo một cái miếng lưới, một cái bao gạo. Với là vừa đi đánh bắt cứ ở ngoài sông không, tự động cách ly của mà tự động cách ly xã hội luôn. Như Băng Liêm thì đi đánh cá hả Bình Tân? Còn ban ngày? Ban ngày thì thả lưới. Thả lưới hả? Đi câu ban ngày thả lưới. Không kiểu đi vậy cho an toàn, không bao giờ hết chúng được cái ghe sống khỏe lắm cậu Năm. Cũng vậy. Cần bảo số 2 nên cũng lo nữa nè. Cần bảo số 2. Áo cám mà bảo rồi. Rồi, xong rồi. Đi. Rồi, bây giờ con sẽ đi. Con đi không? Con đi không? Chị đi không? Chị mày đi vô. Dạ không, thôi không có rủ xe. Dạ. Rồi, bây giờ ông bà cô chú anh chị lên xe với con nha. Tại vì á là bữa nay lý do gì nè, hồi sáng giờ á là tụi con á là tính là đi xe Honda, đi hai chiếc xe thì 4 người đó. Thì cái hồi nãy á, ở bên vườn cái bắt đầu trời mưa tới thì cái anh Tiền nó mới nói là đài á thông báo là hôm qua mưa, bữa nay mưa, ngày mai mưa, ngày mốt mưa, có nghĩa là mưa 4 ngày liên tục á. Thì thế nào từ đây tới chiều cũng trời cũng mưa lớn à, tại vì ngày hôm qua trời mưa lớn dữ lắm đó, cho nên là chị Linh chỉ điện thoại cho một cái anh mối. À, mấy chị xe thì hỏi là từ đây qua tới cầu An Quá đó khoảng đi bận về luôn á là bao nhiêu tiền. Thì anh đó anh nói á, là bận đi bận về 500 ngàn. Thì 500 ngàn mà mình đi được 4-5 người thì thôi đi luôn cho rồi đặng cho không có bị mắc mưa, rồi thuận tiện không có bị mắc kẹt giữa đường, tại vì nếu mà trời mưa trời gió mình đi đường xa mình đi nguy hiểm lắm. Nhưng mà tại vì dịch cũng sắp tới rồi cho nên là con phải tranh thủ con đi để con gửi quà cho mấy em nhỏ ở bên đó luôn. Không được à? Ừ, đúng rồi. Thôi giờ mình đi nha. Chạy xe nhà luôn. Hai tấm bưởi của ai vậy anh Quẹo? Bưởi của Bình. Vậy là Bình Tòm Hùng hai tấm bưởi. Mẹ Vi đi không? Bình Tòm Hùng hai tấm bưởi, bưởi này dính xà nào? Sức ăn sẵn. Ai biết. Để nó đẹp. Anh Quẹo cầm đi. Đi cậu Nam, lên xe cậu Nam ơi. Xe này á là xe quen chứ không phải taxi, cho nên là ăn giá này thì cũng vui vẻ. Rồi xe còn trống cho nên là hai đứa con anh Đạt á nó đòi đi theo mấy anh em con cho vui đó, cho nên là cho nó đi theo luôn cho vui đó. Y như đi thành phố luôn ta ơi. Y hệt đi thành phố luôn nhưng mà đi thành phố Bến Tre. Hai anh em ngồi chung vậy giờ được cả nha. Chị hai đi không? Không. lên trên. Còn chỗ không? Đâu có chỗ. Rồi xe. Có món lợi 100-200 đồng. Dạ hả? Ít lắm. Dạ hả? Anh ơi, quá lợi.
đủ sống rồi chứ ít nhiều khi thiếu. À tao biết sao thiếu rồi, ăn cắp người chuyên gia ăn cắp đồ của mẹ mày phải không? Cắp đồ gì? Ăn cắp tiền, cắp tiền, cắp tiền. Mình đồn chuyên gia ăn cắp tiền để đi học phải không? Phải không? Nghe kể vậy rồi phải không? Họ ngắt mà. Con mới vừa gọi xuống dưới thư ký là ở dưới công viện á, thì con có gọi trước rồi chị thư ký nói là bây giờ dịch bùng phát rồi cho nên là con nghi viện sẽ đóng cửa rồi, không có giống như những ngày thường nữa được. Những ngày thường thì mình có thể đi ra đi vô được, nhưng mà nay thì tạm đóng cửa để bảo vệ sức khỏe cho mấy em nhỏ. Thì nhưng mà mình vẫn gặp được thầy, vẫn gặp được mấy em nhỏ nó chạy ra cổng á, đứng mình vẫn gặp được, có điều là mình không có vô tới phòng được thôi. Chỉ có hương thôi, chỉ lấy đủ màu đi. Ừ, vậy cũng được. Vậy lấy. Ừ. Vậy lấy đủ màu, lấy 10 bịch đi. Màu nữa không chị? Lấy nữa, lấy chocobay đi. Đúng rồi. Ừ. Lấy 10 là 10 bịch đó hết nhiêu vậy? 550. 550. Lấy 10 hộp chocobay nữa. Chocobay nhập không? Ừ. Ừ, lấy cái đó đi. Ở đây bánh kẹo nhiều quá chừng luôn. Lẻ
mấy to đồ. 10 hộp cho cô ba nhập là 500 ngàn. Và 10 bịch boca bự là 555 ngàn. Là ra nhiêu đây? Giờ trời mưa rồi. Cũng may mắn là mình đi xe này được. Tại vì vừa tiện lợi để bánh tái nè. Rồi vừa tiện lợi là không có ướt đồ, không ai bị bệnh. Chứ thôi về đền tiền thuốc cho mình toàn nhắc nghèo mạt luôn á. Thiệt làm mày nằm dạ không có mạt nữa. Bệnh ít mà thầm bệnh nhiều. Có anh mẹo. Bệnh gì, bệnh tánh cảm với ho được. Bệnh ngày hôm qua, ngày hôm qua dầm mưa đi bò tôm á thì không có mà nó không nói xong cái bữa nay mà đi vậy nó dễ bệnh cái bắt đầu chết luôn. Xuống Dũng chứ nó ít bệnh hơn dầm mưa, dễ bệnh. Giờ trời mưa lớn rồi. Hôm qua đi bò tôm biết từ mấy giờ tới mấy giờ? Mấy? Từ 6 giờ tới 9 giờ tối. Được mấy con tôm? Chắc cũng cân cân ký á. Hôm nay đi mò. Tôm bự hay tôm nhỏ? Tối nay đi mò qua không? Thôi tối nay bắt cặp. Tối nay đi bắt. Bắt cầm gì nó cháo không? Đạn sát gì cái cháo ngon lắm. Bữa nay bắt mình bắt về cho mình coi. Cộng 100 ngàn ký cua có 50 cái nào ngon. Đâu, con nào tới 80 lần. Bà hỏi mình mua có 50. Ừ. Sáng mà bà về em mua 80 ngàn. Nhưng mà đường nào cua nó cũng mắc, cộng nó cũng mắc. Ủa, cậu Năm ta ngồi sau lưng kìa. Cậu Năm ngồi đó ngồi chứ cậu Năm đừng hồi buồn buồn cái lấy bánh ăn hết đi cậu Năm. Cậu Năm cũng tính là cũng tội nghiệp hỏi thăm cậu hoài. Cũng mồ câu. Mồ câu tội lắm cậu Năm ơi. Ở đây có mình cậu Năm mồ câu chứ đâu ai mồ câu phải không? Dạ. Từ nhà con mà đi xuống tới chỗ đó thì chắc khoảng cũng 30 mấy cây hết cưng. Đúng rồi, mấy gần 30 cây. Ờ, gần 30 cây số. Bên ngoài thì trời mưa dữ lắm, mưa dữ dội. Chắc là trời này chắc mưa tới chiều luôn rồi. Mưa vô được mưa ngày nào cũng bão mà. Trời mưa vậy có đi bắt cầu không mình tạo? Mưa bắt cầu mới ngon. Mưa lên cầu nó lú ra hả? Mưa nó ra nó ăn. Ăn cái gì mà mưa mấy đá ăn tùm lắm ai biết ăn. Mưa 5 gram nó mới ra chứ mưa lớn sao ra. Dạ. Cá đâu? Cá luôn hả? Mưa ngoài nước lớn kìa, cá lội lắm nên bờ rồi nó nằm với Dũng. Lên xuống giường bên mình thà lòi lên bờ. Thà lòi nghe nói thà lòi ăn chống sinh dưỡng đó chị. Chị ăn đây chị. Câu ăn vậy. Biết đâu chị ăn hết bệnh của chị thật. Đâu có ăn đâu. Câu không có ăn đâu. Tại vì gì vậy? Quán vợ nó vậy. Ủa, quán vợ đây hả? Vậy hả? Vợ bán đây hả? Ôi vợ cưng đây hả? Vợ không ăn đây. Đó hả? Rồi cưng tối cưng về đây hả? Không, em chỉ bán thôi chứ nhà thì ở phòng luôn cũ á. Ừ, vậy là bán rồi về nhà? Bán rồi tối về nhà. Vợ bán rồi. Con mới vừa tới chỗ này rồi. Tại vì hồi nãy Phương thư ký có nói là tại vì dịch cho nên là đóng cửa thì chờ chút xíu nữa thì thầy ra tiếp thì dẫn mấy em nhỏ ra ngoài này nha. Quà tại vì hôm nay mình bắt đầu cách ly. Dạ. Cho nên là mình không có vào trong từ nhỏ được, nhưng mà để mình cho mấy chú nó đứng ngoài đây để mà giao lưu. Dạ. Chị mới gọi thì. Dạ dạ đúng rồi thầy. Mấy em nhỏ ở bên bên đây hả thầy? Dạ. Để mình cho nó đứng ngay chỗ đó để chị đi vô. Dạ. Thầy hồi nãy là thầy Phước Nhàn thì cô Khanh có
cô Thanh có nói với mình là thầy ở đây á, là thầy cô Thanh nói chuyện. Dở quá. Dở cho mẹ rồi con. Dưới 4 tuổi hả thầy? Dạ, cô này dưới 4 tuổi và ở trong là cô sơ sinh đó. Dạ. Mấy chú lớn thì đang cúng bên này để nó cúng xong rồi nó ra. Dạ. Nó ra bên đây. Dạ. Mọi người ở đâu ta? Cô qua đây mà quẹo cứ bên. À dạ. Bữa nay thì con tới đây thì con có mua quà là bánh hai cái túi bánh này. Rồi thêm á là 10 thùng bánh cho cô Bay để cho mấy em nhỏ ở đây. Dạ. Đó, thì quà này á là của cô chú Phan Văn Tâm ở Thanh Mỹ. Nhờ con tới đây để gửi cho mấy em nhỏ quà bánh và một số tiền. Ở đây á cô chú Phan Văn Tâm có gửi cho con số tiền là 400 đô. Rồi nói con là mua bánh. Còn bao nhiêu thì đưa lại cho thầy. Dạ. Để thầy cho mấy em nhỏ. À, thì ở đây là 300 đô là vẫn còn nguyên, còn 100 đô thì con đổi ra để con mua bánh. Đây là 300 đô. Rồi cái này là bánh là con mua hết là 1.055.000, thì số tiền ở đây còn lại là 1.255.000. Thầy luôn nha. Dạ, Phật, thầy cũng khai mặt cho thầy chủ trì. Đính chính lại là mình không phải là chủ trì của cơ sở, mà là thầy của mình là thầy Thích Lễ Hiếu. Mình chỉ là đại diện con sóc em ở nơi đây thôi. Mình cũng khai mặt sư phụ mình cũng như là các em bầu con ở nơi đây. Trước tiên là cảm ơn chị ở kênh YouTube Mười Vị Đồng Quê cũng như là đã kết nối cho chú gia đình chú Phan Văn Tân đã hỗ trợ một chút nhu yếu phẩm tình tài cho các con trong cái dịp trong cái mùa dịch năm nay. Thì cũng không biết nói gì hơn là cũng nguyện phòng âm tam bảo gia hộ cho chị được nhiều sức khỏe, gia đình chú cũng nhiều sức khỏe và được sống trong ánh hào quang của chú Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy, bữa nay thì mục đích của con tới đây là muốn gặp gỡ mấy em nhỏ nè, rồi gặp gỡ luôn thầy để cho cô chú Phan Văn Tân được nhìn thấy. Nhưng mà kẹt cái là do dịch tới rồi cho nên là không có gặp gỡ, không có vô trong cho cô chú gặp gỡ mấy em nhỏ được. Thì con cũng mong là ông bà cô chú anh chị và cô chú Phan Văn Tân cũng thông cảm cho con cũng như là thông cảm cho thầy ở đây. Dạ, a di đà Phật. Em cũng chúc thầy, chúc mấy em nhỏ được mạnh khỏe. Dạ. Dạ. Thì thay mặt các con cảm ơn cô chú nhiều lắm. Hy vọng là cái dịp sau thì mình sẽ có cơ hội mình trò chuyện nhiều hơn. Bởi vì mà nếu mà tháo khẩu trang mà đưa lên mạng như vậy thì cơ sở mình sẽ là mọi người thông cảm. Con cũng xin cảm ơn cô chú Phan Văn Tân nhiều lắm. Thì cô chú đã có tấm lòng chia sẻ, thương xót mấy em nhỏ ở đây. Con được biết là mỗi tháng thì cô chú cũng có gửi phần quà của cô chú về cho mấy em nhỏ ở đây nữa. Thì con cũng xin ân trên ban phước lành, chúc sức khỏe và ban thêm tài chánh cho gia đình cô chú để gia đình cô chú có nhiều điều kiện giúp đỡ cho những người khó khăn khác nữa. Con cảm ơn cô chú nhiều lắm. Trời ơi. Chào cha mẹ nè con. Ôi con kìa, thấy thương quá. Đây là một cái khu nhỏ thôi. Hiện tại đây trẻ của mình là được 115 trẻ rồi. Từ sơ sinh cho tới lớn cũng được 19 trẻ. Cảm ơn mẹ cho. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Từ sơ sinh cho tới lớn là 115. Dạ đúng rồi. Dạ. Cái này là cỡ tầm khoảng 3-4 tuổi. Dạ. Mấy chú nó hơi nghịch. Có gái không thầy? Dạ có, nhưng mà mình chạy đầu chạy nó rồi. Thực ra là gái thì cũng tầm khoảng 30% trẻ nữ. Cái này bé gái. Chào mẹ đi. Chào con, chào con. Mấy con chào ba mẹ xếp hàng lại, chào ba mẹ nè, cảm ơn ba mẹ. Cảm ơn ba mẹ cho bánh. Chúng con cảm ơn cha mẹ đã mang bánh với con được con. Thùng bánh cho cô Bay á thầy, để mai mốt cho tụi nó ăn sau. Dạ đúng rồi, bánh cho cô Bay chắc cho mấy ông lớn, tại bánh đó, nó hơi có sô cô la. Thường có ăn cầu nào không? Nè em gái là một em gái nè. Gái của cô Bay. Có nhỏ hơn đúng không thầy? Dạ có nhỏ hơn, tôi xin nhỏ hơn. Nhỏ thì là tầm 20 chú. Là trẻ dưới 1 tuổi. Đợt sao đi, cái đợt hết dịch cái mình dắt chị đi tham quan vòng vòng. Dạ, dạ. Lâu rồi thầy, hơi lâu rồi. Hơi lâu. Có dịp xuống Bến Tre thì ghé mình, ghé mình ăn cơm rồi mình sẽ hướng dẫn. Bình Tân mới vừa gửi quà cho mấy em nhỏ ở đây nữa. Thấy sao? Thấy thì là đóng cửa vậy thì mình phải không có cái quan không sao. Bye bye đi con. Bye bye đi Đạt. Bye bye. Bye bye mấy bạn đi con. Cho Đạt vô luôn đi. Em gửi ăn đứa nha thầy. Đi vô gửi ba bữa về, ba bữa về. Gửi ba bữa về. Thấy thương mới ghê ha. Hiện tại là trẻ mà có gia đình đó là mình không có nhận. Sẽ gửi là mình không có nhận. Vậy bỏ ngay đây thì nhận. Còn hả có gia đình thì không nhận. Chị đó tên Phương á hả thầy? Dạ chị Phương. Nãy nói chuyện điện thoại với chị mà không biết mặt chị. Dạ có giám đốc của cơ sở. Dạ chị đó. Dạ. À chị có cần biết chú Công Đức không? Dạ không, không cần đâu chị. À, em không cần đâu. Thì thôi giờ mình về ha. Dạ, em có công mà còn Đức là cái người kia. Đức là cái người mà cho quà cho mấy em, chỉ em là công thôi. Cũng là một cái gọi là cái công lớn rồi nghe. Chứ không có anh chị thì làm sao mấy người ở trên bên nước ngoài người ta biết tới được. Rồi cảm ơn thầy nhiều nha. Dạ, cảm ơn mấy luôn giùm em mấy anh chị ở đây hết luôn nha. Dạ. Hy vọng có dịp sau, có dịp ổn rồi mọi người đến thăm tụi lại. Dạ, con cũng mấy gì là Phật này con về nha thầy. Thôi về về cậu nào. Dạ. Lại đây cô cho tiền nè. Nè con cô cho tiền nè. Ừ, nhà con gần đây không?